Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 7, vụ cháy rừng ở núi Nầm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh mới được khống chế. Nhiều diện tích rừng thông, xen lẫn cây keo lai bị thiêu rụi. Đây là những hình ảnh vụ cháy rừng xảy ra tại núi Nầm được phóng viên truyền hình Tuổi Trẻ ghi nhận lúc 0 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 7. Sau hơn 1 giờ cùng các lực lượng chức năng leo núi. Thời điểm này, dù thời tiết lúc này khá mát mẻ, nhưng do gió phương Tây Nam thổi mạnh nên nhiều đám cháy vẫn bùng phát dữ dội. Cái khó khăn nhất ở đây là do thời tiết nắng nóng kéo dài và lực lượng chữa cháy bây giờ nó trong ngày hôm nay là cháy hai nơi, lực lượng nó cũng chi phối đi. Hai nữa là cái thực bì nó khô hàn lâu ngày quá nên dẫn đến cái việc nó cháy rừng, nó thực bì nó tốt, nó dày, nó cháy nó bốc mạnh nên lực lượng nó cháy rất là vất vả. Để bảo đảm khỏi cháy rừng lan sang cháy chúng nhân dân thì lực lượng chữa cháy chúng rừng của chúng tôi là phải vừa là chữa cháy rừng nhưng cũng có kế hoạch là bảo vệ nhà dân, làm cái đường vành đai, đường băng cản lửa và huy động các cái xe cứu hỏa để túc trực ở dưới các nhà dân. Trước đó khoảng 11 giờ ngày 8 tháng 7, rừng ở núi Nầm bị cháy lớn. Để dập tắt đám cháy này, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn đã huy động hơn 500 người gồm kiểm lâm, công an, dân quân tự vệ cùng với người dân mang theo cưa xăng, máy thổi gió lên rừng dập lửa. Đám cháy kéo dài gần 3 giờ mới dập tắt được. Tuy nhiên, những tàn tro còn sót lại ở những điểm cháy khói đang âm ỉ, gặp phải gió Lào thổi mạnh nên bùng cháy trở lại vào tối 8 tháng 7. Một số hộ dân xã Sơn Châu sống gần núi Nầm phải di dời tài sản ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn. Cháy rừng là bắt đầu cả trưa là cháy lên suối dưới dọc này, rồi là bắt đầu chập tối là cháy thêm đi. Có như nhà tôi gần rủ nhưng nhà tôi lo lắng chứ. Khi núi Nầm bùng cháy trở lại, hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội cùng người dân tham gia chữa cháy rừng xuyên đêm.